Tài liệu mật bị rò rỉ cho thấy Mỹ lên kế hoạch nhắm vào các chỉ huy và chi nhánh của công ty an ninh tư nhân Wagner tại châu Phi. Tờ Washington Post ngày 24 tháng 4 công bố một số tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy nỗ lực phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh nhắm vào tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner. Trong số những biện pháp được đề cập có kế hoạch cung cấp thông tin cho tình báo Ukraine thực hiện những vụ tiêu diệt nhắm vào các chỉ huy của Wagner tại châu Phi. Một tài liệu cũng đề cập khả năng đồng minh của Mỹ thực hiện các biện pháp tấn công nhằm vào chi nhánh Wagner ở châu Phi. Các tài liệu này liệt kê một số bằng chứng cho thấy cơ quan tình báo trung ương Mỹ, CIA, Lầu Năm Góc hoặc những cơ quan khác gây ra một số tổn thất cho Wagner trong 6 năm qua khi tập đoàn này củng cố chỗ đứng tại châu Phi và lấn át ảnh hưởng của Mỹ ở đây. Một tài liệu đề cập đến cuộc tập kích diễn ra tại Libya khiến một vận tải cơ phục vụ hậu cần của Wagner bị phá hủy. Tài liệu không nêu chi tiết diễn biến và thời gian của vụ tập kích cũng như lý do vận tải cơ của Wagner bị nhắm mục tiêu. Một cuộc tập kích khác của Mỹ nhằm vào lực lượng Wagner là gần thành phố Daesh ở miền đông Syria, được cho là khiến hàng trăm thành viên tập đoàn quân sự tư nhân Nga thiệt mạng khi họ tìm tấn công nhóm đặc nhiệm Delta. Biệt kích lục quân Mỹ và lực lượng dân quân người cất đóng quân cạnh một cơ sở dầu khí. Các tài liệu của Mỹ mô tả lực lượng Wagner hoạt động tương đối tự do, mở rộng hiện diện và tham vọng tại châu Phi. Trong bối cảnh quân đội chính quy Nga đang dồn lực cho chiến sự tại Ukraine, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Wagner, có thể tiếp tục củng cố mạng lưới của mình ở nhiều quốc gia, khiến họ dần dần khó chấm dứt quan hệ với tập đoàn của ông và đẩy các nước láng giềng vào tình trạng bất ổn, một tài liệu kết luận. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 24 tháng 4 cũng bày tỏ lo ngại khả năng tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trực tiếp tham gia vào xung đột Sudan, khiến tình hình trầm trọng thêm. Chúng tôi có những lo ngại sâu sắc về sự tham gia của tập đoàn Wagner ở Sudan. Lực lượng này chỉ mang chết chóc và sự hủy diệt đến những nơi mà họ can dự, Ngoại trưởng Mỹ nói. Wagner và giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Tập đoàn Wagner thành lập năm 2014 với nhân sự khoảng 8.000 người tính đến tháng 4 năm 2022. Từ năm 2018, Wagner ký các hợp đồng hỗ trợ an ninh và quân sự với chính phủ một số quốc gia châu Phi. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, Wagner tăng cường tuyển mộ và mở rộng đáng kể quy mô, cũng như cử hàng chục nghìn thành viên tham gia chiến dịch của Moscow. Mỹ và phương Tây coi thành viên Wagner là lính đánh thuê Nga. Giới chức Mỹ ngày 20 tháng 1 thông báo xem Wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cho phép áp nhiều biện pháp trừng phạt hơn nhằm vào tập đoàn quân sự tư nhân Nga. Theo Reuters, Washington Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.